Kính chào các bậc phụ huynh và các con học sinh. Hôm nay cô sẽ tiếp tục với chúng ta học bài 4. Bài 4 trang 22. Ta sẽ học vần o á ngờ oăn. O á ngờ oăn oăn. O a m om. O a m om. O á b o a b áp. O a b áp áp. Mời các con nhìn vào phần hình ảnh bên dưới. Đây là hình ảnh của, đây là những chú bò nè, rồi hình ảnh của cái cầu nè, một chiếc thuyền, bông sen nữa, một số con nai, con ngựa, rồi đây là hình ảnh của cái chiếc xe cẩu á, để cẩu đất và cát. Hình ảnh dẫn các bé đi nè, cũng như là mình đi nông trại vậy đó các con đó, thì phong cảnh thật là đẹp luôn. Sau khi phần hình ảnh các con nhìn đã xong, bây giờ cô sẽ chuyển sang phần đọc. O á ngờ oăn oăn. O a m am oam. O am b áp. O a b áp. Cô ví dụ hờ, âm hờ, vần o á ngờ oăn, hờ oăn hoăng ngã hoảng hoảng. Các con đọc lớn lên, hoảng hoảng. Như vậy tiếng hoảng có âm hờ đứng trước nè, hoảng có âm hờ đứng trước, vần oăn đứng sau, trên á có dấu ngã, đọc là hoảng. Cô đọc lại, âm hờ đứng trước, vần oăn đứng sau, hờ oăn hoăng ngã hoảng hoảng. Cờ on con, hờ oăn hăng ngã hoảng, con hoảng. Trong tiếng hoảng có âm hờ đứng trước, vần oăn đứng sau và dấu ngã nằm trên á, đọc là con hoảng. Chuyển sang cái hình thứ hai. O a ngờ am, ngờ am ngam nặng ngoạm ngoạm. Ngoạm có âm ngờ đứng trước, vần o a m am dấu nặng sau dưới a, đọc là ngoạm. V o vô ngã vỗ, y huyền y, o a b áp nặng oạp, vỗ y oạp. Cái tiếng sóng á, sóng biển á, vỗ vào cái chiếc tàu đó các con, nó vỗ y oạp. Như vậy có vần vần oạp này, cô đọc lại, vỗ y oạp. Con hoảng ngoạm, vỗ y oạp. Phần tiếp theo sẽ là phần viết chữ một ô ly. Oăn con hoảng, oăn ngạm, oáp vỗ y ọp. Cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Đây là hình ảnh của một em bé đang chạy lăng quăng, chạy không có định hướng được là thẳng hay là rẽ trái hay là rẽ phải gì đó các em, các con, mà em bé chạy loăng quăng luôn.
Cô đọc: chờ ai chơi nặng chạy. L ăn luân, W ăn quân, chạy luân quân. Trong đây cô thấy có vần oăn. Tiếng luân có vần oăn, âm L đứng trước, vần oăn đứng sau. Cô đọc lại: chạy luân quân. Hình ảnh này là hình ảnh của ông già Noel đó các con. Thì ông già Noel lúc nào cũng có cái râu và cái nón đội nè. Rờ âu râu, rờ ia ria, sờ âm sơm huyền xòm, sờ âm sơm huyền xòm, râu ria xòm xòm. Cô đọc lại: râu ria xòm xòm. Đây là hình ảnh con cá. Ngờ áp ngoáp, ngờ óp ngoáp, ngoáp. Vì sao có cái từ, có tiếng ngoáp con cá mà. Đây là cái con cá mà khi con cá há miệng to ra để thở đó các con, thì gọi là con cá nó ngóp á. Cô sẽ tiếp tục cái phần đọc bài. Ngày đầu ra biển, lần đầu ra biển, Doanh rất thích. Cậu reo lên mỗi khi thấy những con còng bé xíu trên bãi cát. Ba chỉ cho Doanh nhìn về phía bến cảng. Ở đó, chiếc cần cẩu đang ngoạm hàng chất lên xe tải. Xa xa, những con tàu chuẩn bị cập bến. Doanh chạy loăng quăng theo chân những con sóng ì ập vỗ bờ cát. Đây là hình ảnh của ba và đây là hình ảnh của Doanh. Đây là cái phía bến cảng. Thì đây là cái chiếc cần cẩu đang ngoạm cái hàng chất lên xe, lên tàu. Các con nhìn vào hình ảnh nha. Bây giờ cô sẽ đánh vần. Ngờ ai ngai huyền ngài, đờ âu đau huyền đầu, rờ ai ra, bờ yên biên hội biển, ngày đầu ra biển. Lờ ân lân huyền lần, đờ âu đau huyền đầu, rờ a ra, bờ yên biên hội biển, giờ oanh danh, rờ ất rất sắc rất, thờ ý thích, cờ âu câu nặng cậu, r eo reo, l en len, m ôi môi ngã mỏi, kh y khi, thờ e thay sắc thấy, nhờ ứng nhân ngã nhẫn, cờ ông con, cờ ông công huyền còng, b e be sắc bé, s yêu siêu sắc xíu, tr en trên, b ai bay ngã bãi, cờ ác cát sắc cát, bờ a ba, chờ y chi hội chỉ, chờ o cho, giờ oanh doanh, nhờ in nhinh huyền nhìn, vờ y vê huyền về, phờ y phi sắc phía, bờ in bên sắc bến, cờ an can hội cảng, ơ hội ở, đờ o đo sắc đó, chờ ít chiếc, cờ ân cân huyền cần, cờ âu câu hỏi cẩu, đờ an đan, ngờ oan ngoam nặng ngoạm, hờ an hang huyền hàng, chờ ất chất sắc chất, lờ anh lên, sờ e xe, tà ai tai hỏi tải.
Sờ a sa, sờ a sa, nhờ ứng nhân ngã nhẫn. Cờ ơn con, tờ ao tâu huyền tàu. Chờ ưng chuân hội chuẩn, bờ y bi nặng bị. Cờ ấp cấp nặng cặp, bờ en bên sắc bến. Giờ anh doanh, chờ ai chay nặng chạy. Lờ ân loăn, quờ ăn quăng. Thờ eo theo, chờ ân chân. Nhờ ứng nhân ngã nhẫn, cờ ân con. Sợ ông sông sắc sống, y huyền ùy. Oạp, vờ ô vô ngã vỗ. Vờ ô bơ huyền bờ, cờ ác cát sắc cát. Chúng ta cùng đọc lại. Lần đầu ra biển, doanh rất thích. Cậu reo lên mỗi khi thấy những con còng bé xíu trên bãi cát. Ba chỉ cho doanh nhìn về phía bến cảng. Ở đó chiếc cần cẩu đang ngoạm hàng chất lên xe tải. Xa xa những con tàu chuẩn bị cập bến. Doanh chạy lăng quăng theo chân những con sóng y ọp vỗ bờ cát. Các con ơi, các con đã đọc được rồi đúng không? Nếu như các con đọc chưa quen thì chúng ta có thể thêm một lần nữa hoặc một lần nữa không sao cả. Từ từ rồi các con cũng đọc được thôi. Cô sẽ xuống phần tìm hiểu bài. Câu hỏi thứ nhất. Lần đầu ra biển, Doanh cảm thấy thế nào? Các con ơi, như vậy khi mà cái lần đầu ra biển đó thì Doanh thấy thế nào các con? Các con trả lời được không? Lần đầu ra biển, Doanh rất thích. Đúng rồi, Doanh rất thích. Tiếp theo, Doanh thấy những gì ở bến cảng? Doanh thấy những gì ở bến cảng các con? Thấy chiếc cần cẩu nè, đang ngoạm hàng chất lên xe tải. Rồi xa xa những con tàu chuẩn bị cập bến. Đó là câu trả lời. Bài học của cô ngày hôm nay đã kết thúc. Các con ơi, nhớ nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những bài học sớm nhất từ cô. Cuối cùng thì tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau.